thì đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa Cát. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cuộc sống hiện đại với bao bộn bề lo toan khiến chúng ta không có nhiều thời gian để chu toàn hết mọi việc. Và đặc biệt là khi dịp Tết Nguyên đán đang tới gần thì những nghi lễ cúng bái truyền thống là điều khiến các gia chủ vô cùng bận tâm. Sắp tới đây chúng ta cùng bước sang dịp cúng lễ ông Công ông Táo, là ngày mà tất cả mọi người vẫn phải đi làm như thường lệ, nên ít ai có thể cúng lễ đúng với thời gian tốt nhất, thuận lợi nhất để táo quân về chầu trời cho kịp. Vậy quý vị đã nắm được nghi thức cúng ông Công ông Táo ra sao cho phù hợp để gìn giữ cho gia đạo hạnh phúc, an yên hay chưa? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé! Nên cùng ông Công ông Táo vào giờ nào để thần tài ban lộc, tiền vàng kéo vào đón Tết giàu sang? 1. Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cúng ông Công ông Táo ngày giờ nào là chính xác nhất. Quý bạn thân mến, ông Công ông Táo là các vị thần bếp hay còn gọi là thần táo quân trong năm cuộc sống của toàn bộ gia đình. Thần táo quân gồm 3 vị định đoạt phước cho gia đình. 1 bà táo và 2 ông táo gồm thổ địa long mạch tôn thần, ngũ phương, ngũ thổ, phúc đức, chánh thần và đông chủ tư mệnh, táo phủ, thần quân. Cứ đến 23 tháng chạp âm lịch, các táo sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình để bẩm báo với Ngọc Hoàng mọi việc tốt xấu trong năm của từng người trong gia đình. Vì thế trong ngày này, các gia đình đều làm lễ tiễn đưa ông táo về chầu trời rất trọng thể. Nhưng ở đây chúng tôi muốn khuyên mọi người nên chọn thời điểm tốt nhất để cúng lễ này. Theo quan niệm dân gian, từ 11 đến 13 giờ là giờ ngọ và đây là thời điểm các thần quy tụ để chuẩn bị về trời. Nhà nghiên cứu văn hóa Vũ Hồng Thuận từ Bảo tàng Dân tộc Việt Nam chia sẻ, trong ngày 23 tháng chạp giờ ngọ, tức từ 11 đến 13 giờ là giờ tối linh thiêng, thích hợp để đưa ông Công, ông Táo về châu trời. Tuy nhiên hiện nay, sau ngày 23 tháng chạp có khi đúng vào ngày gia đình đi làm hết, không kịp chuẩn bị thì giờ chuẩn nhất để cúng ông Công ông Táo là từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối, ngày 22 tháng chạp. Nếu gia chủ vì vướng bận công việc quan trọng cũng nên hoàn thành việc cúng ông Công ông Táo trước 12 giờ trưa, ngày 23 tháng chạp. Vì nếu sẽ không kịp giờ để các vị thần lên thiên đình, nếu để chiều hay thậm chí là tối ngày 23 mới cáo lễ tiễn ông Công ông Táo về trời, sợ rằng ông Công ông Táo sẽ không nhận được lễ và tâm thành của gia chủ. Sau khi làm lễ xong, các gia đình đều cúng cá chép với ngụ ý cá hóa long, nghĩa là cá sẽ hóa rồng vượt vũ môn, làm phương tiện cho các táo chầu trời. Đến trưa ngày 30 Tết, các táo lại có mặt tại hạ giới để tiếp tục công việc. 2. Thứ hai, mông cỗ cúng ông Công ông Táo đúng nghi lễ. Theo chuyên gia phong thủy thì tùy theo khả năng từng gia đình, ngoài cá chép còn sống hoặc bằng giấy, các gia đình còn có thể cúng mâm cỗ chay với chầu cau, hoa quả, giấy vàng, giấy bạc hoặc mâm cỗ mặn để tiễn táo quân. Mâm cỗ mặn cúng ông Công ông Táo được nhiều gia đình chuẩn bị bao gồm một đĩa gà luộc, một đĩa muối hoặc một khổ thịt vai gáy luộc, một bát canh, một đĩa xào, một đĩa giò, một con cá chép rán hoặc là cá chép sống, một đĩa xôi gấc, một đĩa hoa quả, một ấm trà sen, ba chén rượu, quả cau, lá trầu, một lọ hoa, một tập giấy tiền vàng mã. Cũng cách chuẩn bị cúng ông Công ông Táo khác gồm có một chiếc lọ màu đỏ có viền vàng để che nắng che mưa, một chiếc bàn đủ lớn để đặt mâm lễ, mặt bàn được trải tấm vải đỏ sang trọng, ngay ngắn, một miếng vải đỏ trải dài dưới đất như miếng thảm đỏ để tiễn đưa thần táo quân. Một mâm lễ bao gồm gà trống, xôi đỏ, ba chén rượu, ba màu đỏ, trắng, vàng hoặc là màu đỏ mang lại vận khí tốt, màu trắng mang lại tài lộc, màu vàng mang lại sự bình an, ngũ quả đầy đặn, đẹp mắt. Trên mâm quả có cài 9 bông hoa đồng tiền màu đỏ, bộ quần áo mũ dành cho 3 vị thần, vàng thuyền, vàng thỏi, vàng lá cho 3 vị, mỗi vị 99 thuyền, 99 thỏi và 99 lá. Tuy nhiên gia chủ không nên đốt tiền âm phủ vì ông Công ông Táo là thần tiên, không phải là vong hồn người âm, nên nếu đốt tiền âm phủ họ sẽ không nhận. 3. Thứ ba là nên cúng ông Công ông Táo ở đâu? Theo quan niệm dân gian, nơi cúng ông Công ông Táo tốt nhất là đặt trong khu bếp. Khi cúng nên bật bếp lên để có hơi ấm tỏa ra. Theo quan niệm này, mâm cỗ để về thì cả nhà sẽ quanh năm no ấm. Tuy nhiên ngày nay, tùy vào điều kiện mỗi gia đình để lựa chọn nơi cúng ông Công ông Táo phù hợp, có gia đình sẽ thắp hương tại bàn thờ gia tiên hoặc lập bàn thờ táo quân riêng biệt. Nếu không có bàn thờ riêng táo quân thì các gia đình có thể làm lễ cúng táo quân trên một chiếc bàn riêng ở ngoài sân, ngoài hành lang hay ở giữa phòng khách của nhà. Trên bàn cúng nên trải vải đỏ. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ lễ khi cần thiết thì người lớn nhất trong nhà tắm rửa sạch sẽ, xúc miệng bằng rượu trước khi làm thủ tục thắp 9 nén hương và quỳ xuống lễ 9 lễ.
Quý vị thân mến, người xưa vẫn thường quan niệm rằng việc thờ cúng cốt ở tấm lòng, thành tâm. Tuy nhiên, để giữ gìn cho gia đạo luôn an yên, hạnh phúc thì chúng ta cần phải đặc biệt tuân thủ theo các nguyên tắc quan trọng khi thờ cúng ông Công ông Táo, đồng thời tránh ra những sai lầm đại kỵ vào dịp lễ này để năm mới được thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Đại kỵ thứ nhất là cúng tiền âm phủ. Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Sinh cho rằng, khi cúng ông Công ông Táo, gia chủ tuyệt đối không đốt tiền âm phủ, vì ông Công ông Táo là thần tiên, không phải là vong hồn người âm. Ngoài ra, trong dịp này, nhiều gia đình cũng sẵn sàng bỏ hàng triệu đồng mua vàng mã về đốt. Họ tin rằng sông mâm cỗ đầy sẽ được táo quân ban nhiều phước lộc, bỏ qua những việc làm xấu trong năm. Tuy nhiên, điều này không chỉ gây tốn kém tiền của, không có lợi ích mà còn ảnh hưởng đến môi trường. Đại kỵ thứ hai là cầu xin tài lộc khi cúng ông Công ông Táo. Nhiều người theo thói quen khi khấn vái hay xin tài lộc, nhất là những người làm kinh doanh, thì xin được làm ăn thuận lợi, phát tài, phát lộc, của cải đầy nhà. Sau khi làm lễ cúng ông Công ông Táo, chớ nên xin khấn như vậy. Theo tích xưa, táo quân về trời là để báo cáo mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong năm của gia chủ với Ngọc Hoàng. Có cả việc tốt, có cả những việc xấu. Chính vì thế, khi làm lễ cúng này, các gia đình chỉ nên thành tâm cúng lễ và xin các táo bỏ qua những điều xấu. Chỉ báo cáo điều tốt với Ngọc Hoàng để không làm giảm công đức của gia chủ mà thôi. Điều đại kỵ thứ ba, phóng sinh cá chép bằng cách ném từ trên cao. Các bạn thân mến, cá chép hóa rồng sẽ đưa ông Táo về trời. Cá chép khi ấy tượng trưng cho thần linh, cần phải chú ý khi thả cá. Các bạn nhớ chọn nơi sông hồ rộng, nhiều nước, không ô nhiễm để thả cá. Lưu ý rằng phải thả cá từ từ xuống nước, tuyệt đối không đứng từ trên cao như đứng trên cầu, trên đường và ném cá xuống nước. Độ cao quá lớn có thể khiến cho cá bị sức ép và chết hoặc yếu đi, không sống được. Đại kỵ thứ tư, cùng ông Công ông Táo bằng cá chép giấy. Có nhiều người cho rằng chỉ nên dùng cá chép thật để cúng ông Công ông Táo, nhưng trên thực tế, dùng cá chép giấy đều được. Quan trọng là lòng thành và sự thành tâm của gia chủ. Nhưng nếu có điều kiện thì dùng cá chép thật vẫn sẽ tốt hơn. Cá chép thật sau khi làm lễ được thả phóng sinh mang rất nhiều ý nghĩa. Ngoài việc để đưa ông Công ông Táo bay về trời, theo quan niệm của dân gian thì tục lệ phóng sinh này còn mang tư tưởng của Phật giáo liên quan đến vấn đề môi trường rất sâu sắc. Tinh thần từ bi, theo quan niệm của nhà Phật, lòng từ bi của nhà Phật không chỉ đối với loài người mà nó mở rộng ra muôn loài muôn vật. Triết lý nhà Phật coi tất cả muôn loài, kể cả con người, cùng chung một bàn để cội nguồn. Do đó, cẩn thận kẻo thả cá phóng sinh không đúng cách mà tạo thêm nghiệp. 5. Đại kỵ thứ 5 là dán cá chép. Nhiều gia đình quan niệm cá chép gắn liền với ngày ông Công ông Táo nên làm món cá rán đặt lên mâm cúng. Nhưng một số người lại cho rằng đây là điều cấm kỵ bởi theo dân gian, cá chép là phương tiện đưa ba vị thần bếp lên chầu trời, tâu lại với Ngọc Hoàng những việc trong gia đình suốt một năm qua. Do đó bạn chỉ nên phóng sinh cá thay vì sát sinh. Quý vị thân mến, lễ cúng tiễn ông Táo về chầu trời là phong tục truyền thống của người dân Việt Nam vào những ngày cuối năm. Hy vọng rằng những chia sẻ của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn để chuẩn bị lễ cúng sao cho chu đáo và trang trọng nhất. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.